Xin chào các bạn đến với khóa học lập trình front end, với này React JS cơ bản. Thì bữa nay là buổi 28. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái công cụ là React Developer Tool. Thì đây là một cái công cụ sẽ hỗ trợ cho chúng ta việc debug cái code trong cái dự án React. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái công cụ này, và sau đó tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ này. Rồi, tiếp theo tôi sẽ mở cái trình duyệt Google Chrome lên. Thì các bạn lưu ý là cái công cụ này thì nó là một cái extension cài đặt trên Google Chrome, vì vậy các bạn cần phải mở cái Google Chrome lên. Rồi bây giờ tôi sẽ đi search thì ắt đi mà tutun đây, tôi sẽ vô cái link này này, rồi theo tôi sẽ nick vô add to chrome này, rồi tôi đi vô add extension này. Rồi bây giờ nó đã cài đặt xong này, thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn debug một cái project của tôi chẳng hạn. Chẳng hạn như là bữa trước ở cái project là demo first project này này, trong cái file index của tôi thì bây giờ tôi có cái counter component này, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là debug cái counter component này. Đây, tôi sẽ gen tạt để tạt lại cái đồ z này. Đó, thì đây là cái đồ z của tôi, nó chạy lên này. Giờ tôi sẽ impact này. Rồi tôi sẽ qua cái tab suộc này. Tab suộc thì tôi sẽ nhấn Ctrl P này, và tôi sẽ search cái component của tôi mà tôi muốn tự debug chẳng hạn. Thì tôi search cái counter này. Đó, chẳng hạn như là tôi muốn debug cái hàm update count này, thì tôi sẽ đặt breakpoint ở trong cái hàm update count này. Rồi theo chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ nick cho cái button nick me để mà debug này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là nó đã bị chặn lại ở cái dòng mà tôi đặt breakpoint này. Rồi chẳng hạn các bạn muốn đi tiếp qua một cái dòng tiếp theo thì các bạn có thể nick cho cái icon này này. Đó. Còn nếu mà các bạn muốn nó đi tới muốn bỏ qua luôn cái việc execution thì các bạn nick cho cái icon này. Đó. Thì cái thằng React Debugger Tool thì nó là một cái công cụ phổ biến nhất để hỗ trợ cho cái việc debug. Đó. Thì như vậy hôm nay thì tôi đã hướng dẫn các bạn là cài đặt và cũng đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ này. Đó, thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.